quý vị, truyền hình Pháp Luật có nhận được đơn tố cáo của người dân về sự việc cán bộ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bảo kê xây dựng trái phép trên đất quy hoạch, hành lang an toàn lưới điện đã được bồi thường. Và để xác minh làm rõ vấn đề trên, phóng viên truyền hình Pháp Luật Việt Nam đã có mặt tại căn nhà số 20/1, khu phố 7, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Tuy nhiên, sự việc còn vượt xa hơn đơn tố cáo như ngoài việc cấp trùng số nhà thì còn cho xây dựng nhà trong nghĩa trang đã tồn tại nhiều năm nay. Có hay không việc chính quyền biết hay cố tình làm ngơ, trong khi đó dư luận cho biết nếu có xử lý thì cũng chỉ xử lý qua loa. Chính vì vậy đã gây ra rất nhiều bức xúc trong dư luận. Nhóm phóng viên đã đến hiện trường, nơi đây có cả 3 căn nhà đều chung một số nhà 20/1. Ngôi nhà ông V đang ở, được xây dựng bất hợp pháp nằm trên phần hành lang an toàn lưới điện đã bồi thường. Một phần đất quy hoạch cây xanh cách ly, theo phóng viên được biết, phần đất ông V xây dựng trái phép có nguồn gốc từ một tờ giấy tái xác nhận của người đã mất. Từ đó bán bất hợp pháp bằng giấy tay cho rất nhiều người. Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã có mặt tại Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân để tìm hiểu sự việc. Tại đây, phóng viên có cuộc họp trực tiếp để ghi nhận ý kiến của các cấp lãnh đạo quận, phường. Quận chỉ cấp có một số nhà biết ở đây thôi. Các cái trường hợp còn lại mà phóng viên phản ánh mà là có cái số nhà trùng thì chúng tôi sẽ ghi nhận và chỉ đạo để trách nhiệm của Ủy ban phường. Cũng trong cuộc họp, ông Lê Minh Nhật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Trị Đông A cho rằng: thấy ở đây thì thật ra đây cũng không phải là một cái nhà. Chúng ta cũng thấy ở đây, đây là khi mà trước khi mà phường năm 2016 phường ban quyết định được cưỡng chế thì ở đây thì nó dựng một cái tôn tạm che tạm ở đây, nhiều cái đó cũng hay. Thì cái vấn đề này phường sẽ xử lý trong từng này quyết định. Một ngôi nhà đã tồn tại bất hợp pháp từ năm 2009 cho tới nay mà Ủy ban Nhân dân phường Bình Trị Đông A không tiến hành xử lý hoặc xử lý qua loa. Phải chăng ở đây có sự bao che của chính quyền địa phương? Bà giàu làm giấy chuyển nhượng nhà lại cho ông Phê là làm giấy tay chứ không có một cái giấy tờ hợp pháp nào. Dạ, giấy tay thì đâu có được chứng nhận nhà nước công nhận chị. Vâng. Phần đất này chưa được, căn nhà này chưa được nhà nước công nhận. Chưa được nhà nước công nhận có nghĩa là xây dựng bất hợp pháp rồi. Xây dựng bất hợp pháp. Nhưng mà theo nghị định 23 thì nhà xây dựng trước ngày 1/2009 vẫn được tồn tại. Chờ xử lý, chứ không xử lý liền. Chờ xử lý thì anh có thể cho em biết cái hướng chờ xử lý là nó cụ thể là như thế nào không? Nhà không biết. Ghi nhận lời ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, phóng viên đến hiện trường nơi gia đình ông Đỗ Văn Phê đang sinh sống. Lúc này, ông Phê đang tháo dỡ căn nhà của mình. Và đây là hình ảnh căn nhà của ông Phê trước khi tháo dỡ và trước khi có cuộc họp tại Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân. Một nơi ở được xây dựng kiên cố từ nhiều năm, liệu đây có giống như lời ông Nhật nói, nơi ông Phê đang ở không phải là căn nhà mà chỉ là tấm tôn che tạm? Theo nội dung sau khi kết thúc buổi họp, nhóm phóng viên cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Trị Đông A đến hiện trường, nơi gia đình ông Phê đang sinh sống để ghi nhận tình hình. Thế nhưng, khi đến nơi gia đình ông Phê cho một chiếc xe ô tô ra ngăn cản phóng viên tác nghiệp ghi hình, con vợ ông Phê xác nhận với phóng viên qua ghi hình như sau. Ở đây đâu phải một cái nhà này có trái phép đâu, anh biết bao nhiêu nhà có trái phép không? Cùng lúc đó, phóng viên đứng đợi vị chủ tịch phường cả tiếng đồng hồ cũng không thấy bóng dáng của vị chủ tịch phường đâu và gọi điện thoại thì ông đã tắt máy. Nếu căn nhà của ông Phê được xây dựng hợp pháp thì tại sao gia đình ông Phê lại phải tiến hành tháo dỡ và ai là người đã thông tin cho ông Phê ngay sau cuộc họp để khi phóng viên tới nơi thì căn nhà đã tháo dỡ như hiện trạng? Qua cái vụ việc như vậy thì chúng tôi chỉ đạo kiểm tra xác minh rõ. Nếu cơ quan nào cấp giấy, mà quan trọng là cấp giấy này đều có cấp quận chứ không phải ở đây. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy thì cơ quan đó có thẩm quyền thu hồi. Nếu thấy sai là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân phường mà để xây dựng trái phép trên đất mà không đúng thì tôi sẽ chỉ đạo Ủy ban có cái rà soát kiểm tra kỹ và xác định trách nhiệm từng cán bộ công chức cụ thể đối với công tác mà tham mưu cấp giấy và cái này. Ủy ban Nhân dân phường Bình Trị Đông A đã cam kết tới ngày 16/6/2017 sẽ xử lý dứt điểm trường hợp vi phạm của gia đình ông Đỗ Văn Phê. Phóng viên truyền hình Pháp Luật sẽ tiếp tục điều tra làm rõ thông tin sự việc.